Nếu như không muốn biến chứng về căn bệnh tiểu đường thì dùng ngay phương pháp này. Và thưa với lại quý cô bác anh chị, rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HTT3. Và trong chương trình video bài thuốc ngày hôm nay thì tôi xin được chia sẻ đến với lại quý cô bác anh chị, những người đang mắc phải căn bệnh tiểu đường, một trong những phương pháp mà đây là một trong những phương pháp rất là hữu hiệu trong cái việc là giúp cơ thể chúng ta tạo ra những cái chất và kích thích cái việc kháng lại những cái căn bệnh tiểu đường và những căn bệnh như là bệnh gút, bệnh tiểu đường. Đây là một trong những cái phương pháp điện trần rất là tuyệt vời mà sau khi tôi tìm hiểu và tôi thấy rằng đã rất nhiều người sử dụng, đem lại những cái hiệu quả rất là cao. Bởi vậy mà tôi muốn chia sẻ lại ngay đến cho quý cô bác anh chị, để quý cô bác anh chị nào mắc phải căn bệnh tiểu đường thì ta có thể áp dụng để làm được giúp cho cơ thể chúng ta khỏe lên, để cơ thể chúng ta có thể sản sinh ra những cái chất để giúp cho cái căn bệnh tiểu đường, đẩy lùi căn bệnh tiểu đường của chúng ta, để cân bằng lại cái lượng đường máu trong trong máu của chúng ta. Vâng, thưa với lại quý cô bác anh chị, thì căn bệnh tiểu đường á, người ta được gọi là một trong những cái căn bệnh của nhà giàu. Bệnh tiểu đường, bệnh gút đó là những cái căn bệnh của nhà giàu. Tuy nhiên với cái thời buổi hiện nay á, với cái môi trường, với cái lượng ăn uống, với cái thức ăn thực phẩm á, thì khiến cho là không những người điều kiện, nhà có điều kiện dễ mắc phải, mà những cái người ở nông thôn, những cái người nhà không điều kiện, thậm chí ăn uống cũng kém, tuy nhiên mà vẫn cũng có thể mắc phải căn bệnh tiểu đường này. Bởi vậy mà một trong những phương pháp mà tôi muốn là chia sẻ đến cho các bác, để giúp cho các bác phòng chống, cũng như là chúng ta có thể làm cho chúng ta, cơ thể chúng ta khỏe lên, và đặc biệt là làm cho cân bằng là cái lại lượng đường trong máu của chúng ta. Vậy thì những cái phương pháp này như thế nào và cái cách này sử dụng ra sao, thì ngay bây giờ mời các bác chúng ta cùng dành thời gian vài phút thôi để theo dõi cái video này. Các bác nhớ là hãy theo dõi thật kỹ, vì những phương pháp này các bác cần phải làm đúng, làm đủ thì nó mới đem lại những hiệu quả các bác nhá. Và ngay bây giờ thì mời các bác chúng ta cùng vào xem video này nhá. Và thưa với lại các bác, thì đây là một trong những cái phương pháp rất là đơn giản thôi. Thì hiện nay nó có những cái dụng cụ như là cái bút điện trần hoặc là cái bút dò huyệt đó, thì các bác sử dụng những cái bút đó. Còn nếu không thì tôi cũng hướng dẫn luôn các bác bằng cái cách là chúng ta không cần phải sử dụng bút, mà chúng ta sử dụng cái đó là cái móng tay của chúng ta. Các bác dùng cái đầu móng tay này, cái đầu móng tay nhá, không phải cái đầu nhọn này, mà cái đầu đoạn này đó. Các bác dùng đầu đoạn này này. Đấy, thì đầu tiên ấy, là các bác sẽ dùng là làm bên trái trước. Đây là chúng ta sẽ sử dụng tất cả những cái huyệt đối lập đó. Thế thì các bác dùng cái bên trái này, các bác miết từ cái đoạn xương từ cái hốc mắt này các bác nhá, xương hốc mắt này xuống đến đoạn này. Đấy, các bác miết đây này đó, miết đấy, từ bên trái trước nhé các bác nhá. Miết mỗi bên này các bác sẽ miết là 30 lần, sau đó bên này xong thì ta sang bên này đó, 30 lần các bác nhá, 30 lần. Rồi sau khi xong rồi á, thì các bác làm cái đầu móng tay của chúng ta này, hoặc là cái đầu móng tay cái ta miết từ cái sống mũi này. Đấy, là cái móng tay các bác nhá, cứ nhớ là cái móng tay đó, ta miết từ trên trán xuống sống mũi này. Rồi đấy, là cái đoạn mũi này là hai nhá. Sau đó thì các bác miết quanh cái hốc mũi này, cái cánh mũi này các bác nhá, cái cánh mũi này các bác cũng dùng cái móng tay của mình nhá, ta miết mạnh vào, miết 30 lần. Các bác miết lúc này nó sẽ đỏ lên, nó sẽ đỏ cái ấy này lên. Đó, ta miết xung quanh cái hốc mũi này, cái hốc mũi và cái cánh mũi của chúng ta này, và bên này. Đó, cứ bên trái trước, các bác cứ tiến hành bên trái trước cho tôi, sau đó bên này. Và sau đó ấy, thì các bác sẽ dùng cái móng tay của mình, các bác nhìn này, khi mình cười nó có cái vệt này này. Cái mỗi người cười thì cái vệt nó khác nhau, không phải là thực sự nó giống chính xác cự ly các thứ giống nhau, mà mỗi người cười thì nó có thể là nó sẽ khác nhau một chút xíu, người miệng rộng, người miệng hẹp, hoặc là những cái đường kẻ nó khác nhau. Thì các bác sẽ thấy là có hai cái đường này, thì ta cũng làm bên trái trước. Các bác nhớ là ta sẽ làm theo cái đường này đấy, các bác nhớ nhá, bên trái trước cũng 30 lần, mỗi bên là 30 lần. Lại bên này nữa đó, các bác nhớ là lấy cái móng tay của mình á, hoặc là có cái bút, ta làm dùng một cái bút biết 30 lần. Rồi, đấy, thì đây là tôi hướng dẫn, thì tôi làm không có đủ 30 lần. Thì các bác nhớ là các bác làm là mỗi một bên là 30 lần. Vì tôi sau khi chia sẻ đến các bác những cái phương pháp ấy, thì tôi cũng có nhắc trong video rất là kỹ. Tuy nhiên là có rất nhiều bác lại comment lại hỏi rằng là ô bao nhiêu lần hay là dí bao nhiêu lâu ấy, thì các bác nên nhớ là tôi mỗi một video tôi đều chia sẻ rất là kỹ. Rất mong là các bác hãy xem kỹ để chúng ta có thể nắm rõ được các bác nhá. Thứ tiếp nữa là các bác sẽ dùng cái móng tay của mình này, móng tay cái nhá, miết xung quanh cái vành tai của chúng ta, từ trong ra ngoài, từ trong ra ngoài. Các bác nhớ nha, từ trong ra ngoài 30 lần. Các bác này, 30 lần trong ra ngoài. Rồi là bên này, 30 lần từ trong ra ngoài. Đó, các bác nhớ nha. Đấy, thưa với lại các bác, thì đây là một trong những phương pháp rất là đơn giản
chỉ sử dụng những cái huyệt ngay trên mặt của chúng ta mà nó có thể tác động đến cái vấn đề đường huyết của chúng ta rất là tốt đấy các bác nhá. Nên là các bác nhớ là theo dõi. Và tiếp theo nữa là một trong những phương pháp mà các bác nên áp dụng thường xuyên, đó là massage tay. Thì với cái phương pháp mà tôi chia sẻ đến các bác này nhá, thì các bác sẽ dùng là vào làm cho tôi là vào cái thời gian là buổi sáng này, buổi chiều này và buổi tối trước khi đi ngủ. Buổi sáng, sáng trước khi dậy, trong sau trước, có nghĩa là khi ta ngồi dậy trong giường á, là ta làm những cái phương pháp này luôn, làm những cái động tác này luôn. Thứ hai là trước giờ buổi chiều tối. Thứ ba là trước giờ cái giờ đi ngủ, là các bác làm ba cái thời điểm này, nó sẽ giúp cho các bác cân bằng được cái đường huyết này. Buổi sáng thì các bác sẽ dùng những phương pháp như là massage tay đầu tiên dậy nhá. Tôi sẽ hướng dẫn lại các bác để cho các bác nắm rõ này. Đầu tiên dậy các bác sẽ massage tay. Một cái phương pháp rất là đơn giản, đó là chúng ta xoa tay thật là nhanh, xoa tay thật là nhanh cho nó thật bỏng. Sau đó ta áp lên mặt, áp lên tai. Nhất là cái mùa đông này, nó sẽ giúp cho các bác lưu thông khí huyết rất là tốt. Thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng cái tay tạo thành gọng kìm. Các bác biết những cái đầu ngón tay này. Đấy, các bác biết cái đầu ngón tay 4, 1, 3, 2, 5. Các bác nhớ nhá, 4, 1, 3, 2, 5. Bàn tay của chúng ta thì có 5 ngón. Đầu tiên thì các bác sẽ làm từ ngón 4, ngón 1, ngón 3, ngón 2, ngón 5. Đấy thì 4, sau đó là 1. Các bác tạo tay thành gọng kìm. Các bác nhớ nhá, cái phương pháp này tôi rất hay chia sẻ đến các bác. Đấy, mỗi một ngón tay của bác thì nên làm từ khoảng tầm 14 lần đến 7 đến 14 lần, thì nó sẽ giúp cho các bác nào mà đang bị những cái triệu chứng là đau người, mỏi người sẽ rất là nhanh chóng để có thể xua tan được cái đau mỏi của các bác. Thứ tiếp, sau khi mà làm xong tay trái thì các bác nhớ là ta làm tay phải, nhớ các bác nhé, cứ bên trái trước ta làm bên phải sau, trái trước và phải sau. Và sau đó thì các bác kết hợp với lại cái phương pháp là gạch mặt những cái huyệt đối lập á, thì tôi vừa chia sẻ đến các bác nhớ là làm vào buổi sáng dậy, trưa chiều và đến tối trước khi đi ngủ, thì sẽ giúp cho các bác nào bị gan bệnh tiểu đường sẽ rất là nhanh chóng các bác có được những cái hiệu quả. Các bác làm trong một thời gian, trong vòng khoảng tầm một vài tuần, sau đó thì các bác đi kiểm tra thì các bác sẽ xem là cái lượng đường huyết của các bác như thế nào, thì các bác sẽ thấy ngay là cái lượng đường huyết trong thì các bác sẽ thấy ngay là cái căn bệnh đường huyết của mình nó sẽ như thế nào, nó sẽ cân bằng hơn, nó sẽ tốt hơn là chắc chắn, là đương nhiên. Bởi vậy mà các bác hãy kiên trì sử dụng. Và sau khi các bác đã đường huyết nó có ổn định đi chăng nữa thì các bác vẫn cứ tiếp tục làm những phương pháp này giúp tôi, thì các bác sẽ có được những sức khỏe rất là tốt các bác nhá. Và thưa với lại các bác, thì trên đây tôi vừa chia sẻ đến các bác cái phương pháp giúp cho cái lượng đường huyết của chúng ta nó được cân đối, cân bằng bằng cái phương pháp là điện trần, mà rất là đơn giản trên những cái huyệt đối lập trên khuôn mặt của chúng ta. Và hy vọng rằng với video này sẽ giúp ích được cho quý cô bác chị. Và nếu như quý cô bác chị cảm thấy video có hữu ích, kênh có ý nghĩa, thì đừng quên là chia sẻ video cho nhiều người được biết, và nhớ là hãy giữ nút đăng ký và nút chuông, vì tôi sẽ còn quay trở lại với lại quý cô bác anh chị với rất nhiều những video bổ ích khác nữa vào những khung giờ như là 10 giờ trưa và 18 giờ tối. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong những cái video lần sau.